Mến chào quý vị, Phương Thảo rất vinh dự khi luôn được cùng đồng hành với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới Nhất. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất và mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới nhất. Với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn liên tục diễn ra trong một tháng qua đã khiến hơn 20 triệu người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp trong nửa đầu tháng này. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục ở các tỉnh phía Nam trong nửa đầu tháng này với những diễn biến khó lường. Quyết định được đưa ra khi các trận mưa lớn gây ra lũ lụt không ngừng tàn phá vùng đất rộng lớn của nước này. Mực nước tại trung và hạ lưu của sông Dương Tử cũng như hồ Động Đình, hồ Bà Dương ngày một tăng lên do mưa lớn kéo dài. Tổng cộng có 18 con sông ở Giang Tây và An Huy đã gặp lũ lụt ở trên mức cảnh báo. Bộ Tài nguyên nước, các hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử sẽ được cho hoạt động phối hợp để giảm lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp và giảm áp lực kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử. Hồi đầu tháng xuất hiện một trận lũ số 3 trên sông Dương Tử với lưu lượng nước 54.000 m3 trên giây. Chính quyền địa phương được khuyến khích tăng cường giám sát thời tiết, tuần tra đê, hồ chứa và trạm thủy điện. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 4 cấp với cấp 1 là cấp nghiêm trọng nhất. Đài quan sát quốc gia Trung Quốc hai hôm trước cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh dương trong mưa bão. Theo New York Times, tính đến ngày hôm qua, khoảng 23 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Hồ Bắc. Đây đồng thời là trung tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc 2 năm trước. Mưa lớn vào thời điểm này trong năm thường làm cho các sông hồ ở Trung Quốc quá tải, song do ảnh hưởng của trận chiến chống đại dịch COVID-19 2 năm trước đã làm ảnh hưởng đến khả năng chuẩn bị ứng phó với mưa lũ. Nhân dân Nhật Báo đã cảnh báo về điều này từ mấy tháng trước, đã hơn 30 ngày liên tiếp cảnh báo mưa lớn được đưa ra và thời tiết tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Giới chuyên gia tiếp tục cảnh báo về khả năng sạt lở đất và vỡ đập tại nhiều khu vực. Sau đó, vào ngày hôm qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo nước này đã nâng mức ứng phó phản ứng khẩn cấp đối với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 trong bối cảnh những trận mưa liên tiếp tàn phá các vùng đất rộng lớn của nước này. Theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây Trung Quốc, lũ lụt ngày hôm qua đã làm ảnh hưởng tới đời sống của 437.000 người dân địa phương. Tỉnh đã cho sơ tán 9.810 người trước khi mưa lớn đổ xuống. Dự tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 295 triệu nhân dân tệ, tức vào khoảng 41,26 triệu đô la Mỹ. Tại thủ phủ Nam Xương của tỉnh Giang Tây, những cơn mưa xối xả tại hai ngày trước đó đã gây ra ngập nặng trong thành phố, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà, giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Mức ngập sâu nhất là 2,1 mét. Lực lượng cứu hỏa đã làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm để thoát nước trong thành phố. Sau khi nước rút, người dân thành phố đã được đưa đi sơ tán ở khu vực an toàn. Cũng trong cùng ngày, một số khu vực khác thuộc đô thị Nghi Xuân ở Giang Tây cũng bị tàn phá nặng nề do mưa bão. Tại quận Tĩnh An, lính cứu hỏa đã cứu được 18 người bị mắc kẹt do lũ lụt, đưa cả 18 người tới nơi an toàn sau hơn 1 giờ nỗ lực giải cứu. Tại quận Phụng Tân, lượng mưa tối đa ghi nhận được là hơn 250mm. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời sơ tán người dân địa phương khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Anh Wai Jun Jun, cán bộ quận Phụng Tân, Nghi Xuân, Giang Tây cho biết, từ đầu mùa lũ, chúng tôi đã lên kế hoạch chia lực lượng cán bộ tới các địa phương để sơ tán người dân, đưa họ tới nơi an toàn. Tới ngày hôm qua, sau khi lũ rút đi, người dân trở lại các ngôi làng dọn dẹp và khử trùng nhà cửa. Hồ Bà Dương, địa điểm nổi tiếng của thành phố Cửu Giang, cũng đã đón nhận một cơn mưa lớn. Trạm quan trắc khu vực đã ghi nhận mực nước lên tới 21,14 m vào 11 giờ sáng qua. Để đối phó với tình hình mưa lũ ngày càng phức tạp, ngày hôm qua, Trung Quốc đã tiếp tục nâng cảnh báo khẩn cấp từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Những cơn mưa xối xả trong nhiều ngày qua ở Trung Quốc đã gây ra lở đất, làm giao thông khu vực Tây Nam của thành phố Trùng Khánh và tỉnh Giang Tây bị tê liệt. Tại quận Vũ Long của thành phố Trung Khánh, hàng loạt các con đường huyết mạch đã bị tê liệt hoàn toàn do lở đất. Thị trấn Nhã Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo cáo hơn 45.000 mét khối đất đá đã chia cắt hoàn toàn giao thông địa phương, cô lập hơn 56.000 cư dân trong khu vực. Chính quyền địa phương hiện đã cử nhân viên cứu hộ cùng với máy móc đến các địa điểm sạt lở. Chị Đi Hồng, quản lý công ty bảo trì đường bộ thị trấn Nhã Giang nói, chúng tôi đã điều động 215 máy móc phương tiện cứu hộ đến các địa điểm sạt lở và sẽ cố gắng hết sức để có thể khai thông trên tuyến đường giao thông huyết mạch, giải cứu bà con. Trong khi đó, một vụ lở đất nữa lại xảy ra ở huyện Sa Bình Bá, chắn ngang con đường dẫn qua núi. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, sửa chữa bờ kè, đường bị hư hại, khắc phục hậu quả của vụ lở đất. Hoạt động này dự kiến sẽ mất hơn một tháng. Tại làng Luo Sui của quận Phù Long, trận lở đất tuần trước đã khiến 29 người dân ở khu vực này phải đi sơ tán khẩn cấp. Lượng bùn đất đã khiến một tòa nhà đang xây của người dân bị đổ sập. Hạt Phụng Tân của Giang Tây đã ghi nhận trận mưa lớn nhất trong năm nay vào tối hôm trước, với lượng mưa cao nhất lên tới 235,2mm
tại thị trấn Sitian, mưa lớn đã khiến nhiều đường phố chìm trong biển nước với mực nước sâu hơn 2 mét. Mưa lớn những ngày gần đây ở Trung Quốc đang liên tục tàn phá nhiều địa phương, gây ra ngập úng nặng nề khiến giao thông bị tê liệt và đe dọa cuộc sống của rất nhiều người dân ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn. Tại thành phố Trì Châu ở phía đông của tỉnh An Huy, những cơn mưa như chút nước ngày hôm qua đã tạo ra dòng lũ cuốn nguy hiểm, gây ngập trên diện rộng, phá hủy một đoạn trên quốc lộ 206 khiến giao thông khu vực bị tê liệt. Tại thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam miền Trung của Trung Quốc, 4 người lớn và 1 trẻ em đã được giải cứu khỏi dòng nước lũ, 5 người bị mắc kẹt giữa dòng sông do mưa lớn và dòng nước chảy xiết. Lính cứu hỏa đã dùng xuồng cứu sinh và đeo áo phao cho các nạn nhân, sau đó đưa họ trở vào bờ an toàn. Những cơn mưa xối xả cũng đã tấn công khu vực phía đông của tỉnh Giang Tây trong chiều ngày hôm kia. Tại thành phố Cộng Thanh, mưa đã gây ra ngập nhiều tuyến đường, khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Đội tình nguyện địa phương đã cử 9 cán bộ đi dọc theo các tuyến đường tiến hành công việc thoát nước. Cơn mưa như chút trong tuần trước đã tấn công thành phố Củ Châu ở phía đông của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 2 người đã bị mắc kẹt cùng với một chiếc máy xúc ở giữa dòng sông vắt ngang qua quận Kha Thành. Do cách bờ 30 mét, lính cứu hỏa đã không thể tiếp cận 2 người này. Sau đó cần cầu đã được điều đến để đưa 2 người đàn ông vào bờ an toàn. Con đường độc đạo tại làng Châu Tang thuộc huyện Thường Sơn đã bị ngập hoàn toàn khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà. Lính cứu hỏa đã phải dùng xuồng cao su để sơ tán người dân tới nơi an toàn trước giờ trưa. Tới nay, theo báo cáo, đã có 835 người ở huyện Thường Sơn được sơ tán và tái định cư. Lũ lụt đã làm ngập hơn 1.450 hectare đất canh tác, gây hư hỏng 27 vị trí tại con đê địa phương, làm gián đoạn giao thông trên 67 tuyến đường. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính 14 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 1,81 triệu đô la Mỹ. Khu vực Tây Nam của tỉnh Quý Châu của Trung Quốc đã chứng kiến lượng mưa lớn nhất tại thành phố Đồng Nhân với lượng mưa tối đa lên đến 320mm trong tối qua. 9 giờ tối qua, lũ quét bất ngờ đã khiến 9 người bị mắc kẹt trong một ngôi làng ở thành phố Đồng Nhân. Sau 2 giờ nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cứu được tất cả những người bị mắc kẹt. Tính tới trưa hôm qua, lính cứu hỏa đã sơ tán được hơn 130 người trong thành phố tới khu vực an toàn. Mưa lớn cũng gây ra lũ quét và lở đất ở thị trấn Chiêu Thông ở phía tây nam của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cuốn trôi nhiều phương tiện giao thông. Lực lượng cứu hộ địa phương trước đó đã sơ tán người dân trong vùng này tới nơi an toàn. Báo cáo trưa ngày hôm qua không ghi nhận thương vong do mưa lũ. Lá chắn đập Tam Hiệp liệu có đủ mạnh để kiểm soát lũ lụt? Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vài chục năm qua. Những cơn mưa xối xả kéo dài, những lần mực nước tăng báo động, những lần xả lũ hết lần này đến lần khác. Người dân đứng ngồi không yên khi đập Tam Hiệp phải chịu những mối đe dọa cận kề. Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa lũ trung bình tại lưu vực sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử đã đạt mức kỷ lục từ năm 1961. Nhà chức trách đã ban bố mức ứng phó với lũ lụt khẩn cấp sát mức cao nhất. Đợt thiên tai đã đặt ra những dấu hỏi về vai trò của đập Tam Hiệp. Thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên thượng nguồn của sông Trường Giang, đoạn qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc. Mới đây, chuyên gia đang lo ngại rằng liệu đập Tam Hiệp có đủ mạnh để chịu đựng được những trận mưa xối xả trong thời gian sắp tới hay không. Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng các con đập trên cả nước, đặc biệt là đập Tam Hiệp, đã hoạt động hiệu quả trong việc kiểm soát lũ lụt những năm qua. Mới đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã công bố dữ liệu cho thấy mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đạt mức 163,2m, cao hơn 18,2m so với mức cảnh báo lũ. Công ty điều hành tuần qua cho biết, lượng nước trong hồ chứa của con đập đã đạt khoảng 95% tổng dung tích. Hơn nữa, lượng xả lũ của đập được điều chỉnh giảm từ 63.000 xuống còn 29.000 m3 mỗi giây nhằm giảm áp lực lũ tại các vùng trung và hạ lưu. Hiện nhiều khu vực ở hạ nguồn như Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương đang có mức nước cao kỷ lục. Ông Phạm Hiểu, nhà địa chất Trung Quốc từ lâu đã phản đối các dự án thủy điện lớn và cho rằng sức chứa của hồ thủy điện đập Tam Hiệp chỉ chiếm chưa đầy 9% lượng nước lũ. Ông Phạm phân tích rằng đập Tam Hiệp chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ ở thượng nguồn và đóng góp rất ít cho việc kiểm soát lũ lụt gây ra do lượng mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Trường Giang. Theo ông Phạm, giới hoạch định đã bỏ qua năng lực điều tiết lũ tự nhiên của các con sông và hồ nước khi cho xây dựng đập thủy điện để kiểm soát lũ. Bên cạnh đó, ông Saman, nhà địa chất học chuyên nghiên cứu về lũ lụt của Trung Quốc thì nói rằng đập Tam Hiệp chỉ có thể giúp giảm nhẹ các trận lũ lụt bình thường và ít hiệu quả trong những trận lũ lụt lớn. Ông Saman nhận định một trong những chức năng chính của đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi nó được hoàn thành, chúng ta chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Thực tế là con đập này không thể ngăn chặn những tình huống nghiêm trọng. Chính quyền Trung Quốc gần đây cũng thừa nhận rằng không thể chỉ dựa vào đập Tam Hiệp để điều tiết lũ cho cả vùng đồng bằng sông Trường Giang. Một số nhà phân tích được truyền thông nước này dẫn lời nhận định rằng đỉnh lũ vào cuối tháng này, đầu tháng tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho đập Tam Hiệp và hệ thống ứng phó thảm họa chung. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất.